bạn này, đây là một cái ô tô các bạn nhé. Ô tô này thì chúng ta đang tiến lại chỗ máy múc để tầm múc đất này. Và đây là một cái ô tô đang xúc đất các bạn nhé. Đây là một cái máy múc các bạn nhé, và chúng ta đang và nhờ máy múc để múc đất này. Và sau khi múc đất vào trên ô tô thì ô tô sẽ vận chuyển để đi để quay để chạy. Và cách làm của ô tô xe ô tô máy múc này. Vận chuyển để lùi bánh lại phía sau các bạn nhé. Và tiếp tục là những cái ô tô đang chuẩn bị chờ để múc.
ô tô đang tiến lại để múc máy múc các bạn nhé. Và video của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.